Ayo, xin chào tất cả các bạn, mình là Baker. Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình sẽ quay video cũng là vẽ bùa, vẽ bùa, vẽ 200 giấy cột bằng ít nhân dịp mà kênh YouTube của mình đạt 100 sub và mình có 100 ca fan. Má là trùng hợp cho nên sẽ quay video làm kỷ niệm ha. Ok. Rồi, vô chủ đề chính luôn ha. Vô chủ đề chính thôi. Chờ đợi gì nữa. Rồi, 219 giấy. Liệu có được nghe được một đá thiền bản lên tuyệt vời. Ok, thử luôn. Nope. Ơi, hơi rung quá vậy. Nope. Ôi trời ơi. Em sẽ vẽ vẽ đẹp đẹp tí chị gà ràng cho. Nope. Ôi trời ơi. Nope. Được một rương nhảy ha. Chết rồi, chết rồi. Không ổn rồi, đại dương ơi. Nope. Ôi dồi ôi. Chưa gì mình đã hết một lần rồi. Nope. Chết chết chết. Nope. Skin no. Từ từ các bạn ạ, mình đổi phong thủy cái. Đổi phong thủy ngay liền mình lập tức. Đổi skin liền. Đổi trang phục liền. Đấy. Ok, vô quay tiếp. Ôi, được một rương trang phục nè. Ôi, trời trời. Bốn cái điểm chạy luôn nè. Jesus. Được. Một rương trang phục nữa. Gì vậy? Còn hai lần quay. Nope. Rồi xong rồi. Mình thấy hơi bị điên rồi các bạn. Lần cuối cùng. Cuối cùng là phép cuối cùng. Skin. Nope. Ôi giời ơi. Được 57 giấy cột tuyệt sắc thì có nên vẽ không nhỉ? Trời ơi. Trời ơi. Rồi, để xem tổng kết lại được những gì đã. Đây được hai rương tướng, quên hai rương trang phục. Trang phục á. Thôi, chê đi. Chê. Mình lấy giấy cột đi ha. Ừ, lấy giấy cột đi. Ôi trời ơi. Giấy cột. Đây là rương mà mình điểm danh tháng nha. Thì mình sẽ lấy con khoảng 14 cm thì bên hả? Bên đi. Ok. Và rương này mình sẽ mở sau. Ok. Ôi trời ơi. Đấy, cái này là viễn hết nha các bạn. Ý, con giấy cuộn đi. Ý, 7 cuộn. Cái này là gì đâu mình đây. Cầm. Yêu hèm vụ. Yêu sâu, yêu me. Yêu một cấp. Bỏ chứ không. Thôi, mà giấy cụ. Mà giấy cụ các bạn ơi. Trời ơi. Giấy cụ tiền không ấy. Bao nhiêu rồi nhỉ? 64 cụ. Chắc là sẽ 100 cụ thì mình sẽ quay video ha. Mình muốn nó chắc chắn một tí chứ mà ít quá thì để theo xem đâu đây.
Ồ, 66 cộng 17 cộng đi cho nó cao. Skinny anh ơi. Anh nhầm, skinny anh ơi. À, chị gà đáng ơi. Ui. Skin. Nope. Ôi trời ơi. 65 cộng. Từ từ nha. Em đưa tôi kiểm tra lại đấy. Tổng cộng là mình có mấy cái gì vậy? No. Đây vô sóc quy đổi 88 hiện tại mình đang có 88 huy. Chắc là mình sẽ ok quyết định luôn, mình sẽ quay luôn. Mình sẽ quay luôn các bạn. 65 cổ. Chị ơi, chị có ráng thôi. Chị có ráng thôi. Nope. Ui. Cái gì vậy? Nope. Trời ơi. Chị ơi, skin. Chị ơi, chị ơi, skin. Nope. Chị ơi. Nope. Ơi. Mình thấy hơi vô vọng rồi các bạn ơi. Nope. 10. Cho là tạm được đi. Nope. Huy đã dùng 55 lần. Bum. Skin. Nope. Ui. Để thêm. Nope. Chết 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 chết. Nope. Ui, có ai điên giống mình không? Sao mình điên dữ vậy? Nope. Nope. Chết 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 chết. Sót quá các bạn, mà sót quá. Nope. 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 Trời ơi là trời. Không được một cái skin nào luôn mà. Để mà qua chấm EC nè. Nope. Trời ơi. Anh ơi cho em skin đi. Nope. Không được rồi các bạn ơi. Đội phong thủy ngay luôn. Đợi Mayo đi nè. Ủa, đây chứ. Chết phục. Rồi. Đợi phong thủy liền. Đợi phong thủy liền. Anh ơi, cho em. Cho em skin đi chứ. Anh gà rẻ. Nhịp chai thôi. Rồi. Trời, mình rung quá mình. Không thấy đường nữa rồi các bạn ơi. Nope. Skin. Nope. Chết rồi. Có vẻ như là 65 giấy. Nope. Và mà không được gì. Nope. À, mình có linh cảm. Nope. Cảm của chuối. Nope. Trời ơi. Vẽ nope. Luôn đó mà không cho mình cái skin nào đó. Nope. Trời ơi trời. Phát cuối cùng này. Ui. Nope. Thiệt luôn á trời. Ok. Số phận là đạt rồi các bạn. Đổi skin 371. Cho nên đổi ngộ không sẽ bị đây sẽ bị đi
gì nó là rác suy nghĩ. Mù rác cũng đẹp. Mù rác. Mù rác thật tự học đường đẹp nè. Em xuống. Từ nha. 200. Mình lại thích rác hơn là ngủ không. Rác sẽ bị hơn là ngủ không. Ok, đổi rác đi. Ủa, xôi nó bị ngủ đi. Ủa, kiểu ấm đâu à? Ui, viền rác sẽ bị hơn cái này. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Vậy cũng được. Mua rác thành tựu học được luôn. Xong cùng MTV luôn. Nice. Kali và khách đạo. Hơi hơi. Nó cực quá lắm. Win. Mắt nhảy. Mình sẽ đổi thêm. Còn gì nữa ta? Quy đi. Ok. Mình chơi tóc tay luôn. Chơi tóc tay đi. Đâu còn gì để mất. Đâu rồi? Đây. Vẽ được hai lần à. Vẽ được hai lần, ok. Trời ơi. Lộ. Cạn lời. Hết thứ để đổi. Ok. Video của mình ở đây là kết thúc. Đi ngồi chuyện được các bạn. Ok, bye bye. Hẹn gặp các bạn ở các video sau. Bye bye. Nhớ like và sub cho mình nha.